Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Tú Lê và chỉ còn 2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ bước tới cái giải đấu CS 2022 được tổ chức tại Jeju, Hàn Quốc. Và Việt Nam thì có hai team tham dự, đó chính là Ranking CSVN với lại là CSP2L. Để đến được với cái giải này thì đó là toàn bộ sự cố gắng của các thành viên trong team CSP và team Ranking CSVN. Và tôi hy vọng là họ sẽ tiếp tục giữ vững cái niềm tin đó, giữ vững cái khát khao đó để đem lại vinh quang cho Việt Nam. Các bạn đừng quên đón xem các trận đấu của khuôn khổ CFS 2022 sẽ được chiếu trên kênh fanpage của đột kích trong tầm ngắm, với lại là kênh YouTube Crossfire Việt Nam. Và khi các bạn xem và cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam, các bạn sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa, Tú Lê xin chúc team CLB2L với lại là team Ranking CFVN sẽ đem vinh quang về cho Tổ quốc. Cố lên Việt Nam! Việt Nam vô địch! Hello mọi người, mình là Lâm Tâm Trâm. Mình là một người chơi đột kích từ ngày đầu tiên. Và với các anh em vẫn còn đang đồng hành với địa game này giống như mình, thì chắc hẳn mọi người sẽ biết tới giải đấu CFS 2022 Grand Final sắp được tổ chức tại Hàn Quốc với sự góp mặt của hai đội tuyển Việt Nam là CLB2L và Ranking Gaming. Thì mình xin chúc cho hai đội tuyển tham gia thi đấu sẽ luôn giữ vững được sự bình tĩnh này, tự tin này, và có thể làm tốt nhất trong khả năng của mình để giành về thắng lợi cho Việt Nam. Nếu bất cứ khi nào mà mọi người có cảm thấy khó khăn hay là nản chí thì hãy nhớ rằng là luôn luôn có anh em bạn bè cũng như là những người chơi đột kích giống như mình ở phía sau, ở quê nhà ủng hộ cho mọi người để mọi người có thể giành huy chương vàng Việt Nam vô địch game. Dù không muốn đặt quá nhiều áp lực lên các bạn, chỉ mong rằng Ranking Gaming và CLS 2L có thể bình tĩnh, tự tin, cố gắng hết sức, hãy cống hiến hết sức mình, mọi người luôn luôn ủng hộ bên cạnh các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thùy Trang đến từ câu lạc bộ CLB2L. Như các bạn cũng đã biết là chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ cạnh tranh giải đấu CFS Grand 2022 Grand Final. Và nhân tiệc đấy, mình xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của hai câu lạc bộ Ranking và CLB2L sẽ có một mùa giải tập thành công rực rỡ. Chúc cho các bạn có một tinh thần chiến đấu là tự tin, quả cảm và có thể mang được chức vô địch thế giới đầu tiên về cho bộ môn eSports đột kích Việt Nam. Ranking và CLB2L vô địch. Mình xin thay mặt cho team Hero King gửi một lời chúc đến hai team của Việt Nam đang thi đấu tại giải đấu Crossfire Star Grand Final. Đó là CLB và Ranking Gaming sẽ bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình, giành được thành tích thật cao. CLB, Ranking, tiến lên! Xin chúc hai đại diện Việt Nam tham dự CLB Grand Final năm 2022 thật tự tin, có thể có được cho mình một kết quả tốt nhất tại mùa giải năm nay. Đặc biệt là hữu phước, hy vọng rằng trên màn debut tại giải đấu quốc tế đầu tiên của chàng trai này thì sẽ có được nhiều kết quả thật là cao. Chúc cho hai đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao nhất trong giải lần này. CLB2L và Ranking Gaming cố lên!